các bạn làm một cái kính lúp trong Photoshop nha. Đầu tiên copy cái layer này ra. Đó, copy layer ra, tạo một cái layer mới. Sau đó vô trong filter blue, vô sân blue đó để làm mờ nó đi. Xong cái mình tạo một cái file kính lúp, bây giờ cái này mình vẽ sẵn nha, một cái kính lúp mình sẽ đưa nó qua đó. Cho kính lúp này to lên chút. Ok. Rồi trong kính lúp mình có cái shape này, mình sẽ nhấp đôi vô đây. Đó, mình sẽ vô vào phần main option. Rồi mình sẽ cho cái fill này nó gì không. Đó là sẽ nhìn xuyên qua bên kia. Rồi bắt đầu trong cái phần knockout này này cho vào clip. Đó là để nhìn thấy cái background của mình. Bây giờ mình sẽ di chuyển kính lúp. Bây giờ bạn thấy hay không? Để kính lúp mình sẽ to lên. Đó, mình sẽ di chuyển kính lúp. Đó, vậy là mình đã hoàn tất.